4 con tôm hùm Alaska và 2 con cua hoàng đế nhá. Hôm nay mình ăn mừng trúng vé số, đã đánh giải rồi. Đó, rất to, con này chắc phải tầm 1,5 kg một con nhá. 1,5 kg một con đó. Nặng lắm. Đây là cua hoàng đế đây. Con này thì chắc khó cầm hơn, nó gai gai mình không cầm được nhá. Đánh thưởng xong rồi, giờ đang chuẩn bị tối nay ăn mừng. Đây đặc biệt nhá, đặc biệt nữa. Ngoài 4 con tôm hùm Alaska này với 2 cua hoàng đế thì có đây đùm dừa. Đùm dừa mọi người nhé. Đấy. Khá đặc biệt luôn. Cái càng nó nặng chỗ ui, nó cầm nó nặng nặng lắm luôn mọi người. Cứng ngắt luôn. Đùm dừa. Cứng nhá, rất cứng luôn. Cọc như hòn đá luôn đấy. Tôm hùm Alaska nhá, cua hoàng đế. 4 con tôm hùm này. 2 con cua hoàng đế. Con nào cũng phải tầm ký mấy đến hơn 2 ký nhá. Đây, ghê không? Đấy đấy đấy, nó bò đấy. Cứng lắm, cái càng nó cứng nó to. Ôi, nó sống dạ sống hết mẹ. Đó, nhìn này. Đây, con cua hoàng đế nó đang ấy cái miệng nó này. Sống hết nhưng mà nó hay đứng yên nhá. Yên yên là mình không để ý thì nó không có đụng cái miệng nó đâu. Ê, con kia nó đi ra xa kia luôn kìa. Khiếp luôn. Đầu cứng như là cái cục đá ấy. Cốc. Ê, ghê ghê không, con kia nó dẫy đi kìa. Đánh giải xong rồi nhá. Giờ thì tối nay ăn mừng thôi. Mấy chục triệu đấy. Mười mấy gần 20 triệu. Không, đập bàn này thôi. À, cái bàn này không thì đúng rồi. Ở nhà đấy này. Nếu đi tìm là phải 20 triệu có. Từ cái chạy biển đó là 20 triệu là có. Dạ. Không phải là khoe đâu mọi người nhá, thực ra thì lâu lâu mới dám ăn thôi. À. Anh không nghe đâu. Không dám nhận vàng em mua chai bình không nói gì nhưng ai quay đây em nói gì không thành. Từ từ nha, đây nha. Đầu tôm. À đây. Với cái đầu cầm lên nhìn nó ghê, thật to. Đấy. Bữa nay nhìn đúng là cái hình ảnh nó không bình thường. Nhưng bỏ cho bên kia thì lại thấy nó khác. Anh Vương bỏ cái tay mà so với lại cái càng ấy, với lại cái đầu ấy. Cho cái này này vừa kéo càng nó đặt càng ra cái này. Là luôn, ăn luôn. Ok, lấy.